Nhiều quan điểm khác nhau về mức thu thuế người có nhà cho thuê. Có ý kiến thì đồng tình với thông tư 40 của Bộ Tài chính, nhưng cũng có đề xuất cho rằng nên nâng lên mức 200 triệu đồng cho một năm mới nộp thuế. Khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các ngành sản xuất, kinh doanh đều ảnh hưởng nặng nề. Việc Bộ Tài chính đưa ra thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tổng doanh thu doanh nghĩa tính theo 12 tháng để tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu tiền cho thuê nhà đạt 100 triệu đồng một năm, được cho là chưa đúng thời điểm. Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác, mặt bằng kinh doanh cho thuê giá giảm liên tục từ giữa năm 2020 tới nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều nơi phải đóng cửa vì không có khách thuê, nhiều nhà và căn hộ cho thuê vẫn đang bỏ trống, nhưng chủ nhà hoặc chủ mặt bằng cho thuê vẫn sẽ phải nộp thuế theo quy định mới. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét lại quy định nộp thuế đối với trường hợp kinh doanh cho thuê nhà theo hướng khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê, phát triển công bằng, bền vững hơn là tận thu. Theo HORIA, quy định đánh thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng một năm là chưa hợp lý vì chưa xem xét mức giảm trừ gia cảnh của người có nhà cho thuê. Chủ tịch HORIA cho rằng, mặc dù khoản 2 điều 13 và khoản 4 điều 14 luật nhà ở năm 2014 khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở để cho thuê mua, bán theo cơ chế thị trường. Đối với đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì chủ yếu phát triển nhà chung cư và xây dựng nhà ở để cho thuê. Nhưng trên thực tế thì phân khúc thị trường nhà cho thuê vẫn còn chiếm tỷ lệ rất thấp, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thuê nhà của người nước ngoài, công nhân lao động, người nhập cư hoặc cho thuê nhà, một phần nhà làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.